Tôi xin chào tất cả anh em đến với kênh kẹo của Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365365161 giúp em. Thì nhớ với anh em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng thì anh em đặt hàng, mà anh không tin tưởng có thể đi số khác. Bên nhà em thì có rất chi nhiều mẫu kẹo từ 4.5 đến 6.35, hàng bao đều, bao đẹp, bao chất lượng. Nói chung là bao nhiêu trên quảng cáo, tiền nào của đấy anh em nhé. Lưu ý cho em là tiền nào của đấy. Anh em mua hàng rẻ có hàng rẻ, hàng đắt có hàng đắt. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em và thanh lý một số hộp mẫu kẹo chì mềm giá rẻ phục vụ anh em. Đấy, chì mềm giá rẻ phục vụ anh em, mẫu nào cũng có. Thì là hàng bây giờ hiện tại là có một số hộp hàng như là Funly. Hàng Funly này thì bao test cho anh em là hàng này là mẫu khuôn của Ivan. Khuôn của Ivan. Mỗi một hộp này là em hiện tại em đang bán chì dây nhá, các loại là chì dây. Mỗi một hộp này em bán là 300 nghìn một hộp này. Đấy. Loại này thì khuôn mẫu khuôn chì dây của Ivan nên là chất lượng bán ngang với H&M. Đấy. Ngang với H&M. Nếu mà so sánh hàng này với hàng H&M thì nó chỉ có copy một thôi chứ không phải hàng chuẩn xịn. Anh em hiểu chưa? Đấy, H&M là ngang với H&M. Nhưng mà không phải là, nói thật ra là hàng copy 1:1 thì nó sẽ rất chi là khó, không như hàng, không phải như hàng jean. Đấy, anh em lưu ý. Và em sẽ bán rẻ cho anh em là 300 nghìn một hộp này. Một hộp này rơi vào 7 lạng. Đấy, bán rẻ luôn cho anh em là như thế. Nên anh em lưu ý. Còn hàng chì rẻ rẻ bên nhà em, hàng 350.000 một ký. Đấy, 350.000 một ký là em chưa bao cước vận chuyển. Cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Và đây là hàng 350.000 một ký. Loại này chưa bao cước vận chuyển, cước vận chuyển tùy theo vùng miền. Đấy. Hàng này thì bao test cho bác là 560m ăn nắp C2. Và hơn thì tùy theo cành và cây củi của anh em. Đấy, đều đẹp, chất lượng không viêng, cam kết luôn cho anh em là chất cực kỳ ổn định chuẩn. Đấy, tiếp theo là giới thiệu cho anh em hàng cao cấp. Hàng cao cấp chuẩn xịn luôn cho anh em là hàng loại này thì zin 100%. Loại này nhập từ bên kia về nên là chất lượng thì cực kỳ ok. Loại này thì bao test cho bác là 90m ăn nắp C2 và hơn 100m ăn cỏ. Đấy, chuẩn chỉ chất lượng không viêng. Anh em nhìn thấy anh em biết chất lượng cực kỳ ok, ổn định luôn cho anh em. Đều đẹp, chất lượng ổn định không viêng, cam kết luôn cho anh em. Thì anh em nhìn hàng thì anh em biết, còn đảm bảo luôn cho anh em là quay như nào gửi hàng cho anh em như thế, đúng mẫu, chuẩn chỉ chất lượng luôn cho anh em. Đấy, thì quay sơ qua cho anh em là như vậy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365365161 giúp em. Nhớ bên em là kẹo không kiểm không xâm hàng. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.